khắc phục vụ cháy rừng trên núi cấm. Khoảng 9 giờ sáng 3 tháng 3, tại khu vực ấp Tà Lọt, xã An Hảo Tịnh Biên đã xảy ra vụ cháy rừng trên núi cấm. Triển khai lực lượng chữa cháy rừng, chuẩn bị nước phục vụ chữa cháy rừng, các lực lượng lên núi tham gia chữa cháy rừng, đối đầu với giặc lửa trên núi cấm. Nhận được tin báo, lực lượng kiểm lâm và ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa và cơ bản khắc phục tình hình vào lúc 17 giờ cùng ngày. Tuy nhiên, đám cháy đã bùng phát trở lại trong đêm, nên ấp nhân dân huyện Tịnh Biên đã huy động 590 người thuộc các lực lượng kiểm lâm, ban quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh, sư đoàn bộ binh 330, trung đoàn bộ binh 892, công an huyện, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ khu vực Tịnh Biên và nhân dân địa phương khẩn trương bố trí phương tiện, dụng cụ nhanh chóng chữa cháy rừng vào sáng 4 tháng 3. Đến 10 giờ ngày 4 tháng 3, ngọn lửa được dập tắt. Nguyên nhân ban đầu được xác định do một số đối tượng bắt ong trong rừng gây ra đám cháy, lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Hãy bình luận phía dưới để thể hiện sự tự do ngôn luận nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hãy cho một lượt thích, chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh Xin chào và hẹn gặp lại.